Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ án mạng nghiêm trọng sau mâu thuẫn xung quanh các mối quan hệ tình ái. Thế nhưng, vụ việc dù bạn nhậu đến để chơi với người tình của mình mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây thì quả thật không còn từ nào để diễn tả về sự đáng sợ kinh tởm của đối tượng. Cụ thể, ngày 1 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Văn Mai, sinh năm 1981 và Lê Văn Nhầy, sinh năm 1967, cùng ngụ thành phố Hồng Ngự điều tra về hành vi giết người. Nhầy là đồng phạm với Mai trong vụ giết hại người phụ nữ khoảng 50 tuổi xảy ra tại cây xăng bỏ hoang ở thành phố Hồng Ngự. Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 2, Nhầy và Mai ngồi nhậu chung với nhau. Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai, tên Trang, khoảng 50 tuổi. Nhầy đồng ý nên cả hai đi bộ khoảng 1 km về cây xăng bỏ hoang. Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục nhưng Trang không đồng ý. Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trang khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Nhầy đang thực hiện hành vi thì phát hiện có ánh đèn xe và trên người nạn nhân có nhiều máu nên dừng lại và bỏ về nhà. Sáng ngày 12 tháng 2, Công an thành phố Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục tại cây xăng nói trên. Công an thành phố Hồng Ngự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra. Mai bỏ trốn. Chiều ngày 12 tháng 2, Mai đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn đến huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Qua xác minh, Mai có tiền án về hành vi hiếp dâm trẻ em và được tha tù vào tháng 5 năm 2022. Từ lời khai của Mai, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nhầy. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, Nhầy đã đến công an phường An Bình A trình báo nhưng không khai ra hành vi phạm tội. Man dợ, thú tính là những gì chúng tôi dành cho những tên sát nhân với tư tưởng bệnh hoạn khi có quan hệ với cả những người đã khuất. Cách đây không lâu tại Hà Nội cũng đã xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi nạn nhân không những bị sát hại mà còn bị hung thủ ôm xác quan hệ. Vụ án đã gây rúng động một thời gian dài, dù hung thủ đã bị tử hình. Thế nhưng, nỗi ám ảnh của những người thân nạn nhân cũng như những người chứng kiến vẫn còn mãi. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 4 tháng 6 năm 2018, tại khu trọ số 6/12, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân phát hiện một cô gái tử vong trên giường, quần áo xộc xệch. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra hình sự Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và đã bị đối tượng giở trò đối bại. Nạn nhân được xác định là Đặng Cẩm Tiên, sinh năm 1995, là sinh viên khoa nhiếp ảnh của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tổ chức rà soát nhân chứng và phân tích hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng, nạn nhân bị hung thủ cưỡng hiếp và sát hại dã man. Cũng rất nhanh, lực lượng điều tra xác định nơi cô gái tử vong là phòng của một thanh niên tên Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đã thuê. Trước khi phát hiện vụ việc, nhân chứng vẫn thấy nam thanh niên xuất hiện tại ngôi nhà này. Nghi can được biết là người kín tiếng, hầu như không giao lưu với các phòng trọ khác. Các trinh sát nhanh chóng rà soát nơi ở của nghi phạm, những địa điểm mà nghi phạm có thể xuất hiện. Chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, một tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Anh Tú. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai nhận trước đó đã thuê trọ ở đây nhưng sắp hết hạn hợp đồng. Tình cờ đối tượng này nắm được việc có nữ sinh đến thuê phòng, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ. Đến tối ngày 3 tháng 6, khi thấy nữ sinh đến xem phòng có ngoại hình xinh đẹp, Tú đã quyết cưỡng hiếp. Hắn dùng một viên gạch đập vào người nữ sinh, thấy cô gái hô lớn tiếng. Vì sợ bị lộ nên Tú dùng tay bóp cổ nạn nhân. Cũng theo lời khai, khi thấy nạn nhân nằm im, Tú đã cưỡng hiếp. Lúc này cô gái vẫn cố kêu. Tú lại lấy viên gạch kê giường đập thêm vào đầu và thái dương. Tú khai hắn có ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong. Sau khi ra tay với Tiên, suốt cả đêm hôm ấy, Tú loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần. Đến 4 giờ sáng ngày 4 tháng 6, do mệt nên Tú đã phủ chăn lên người nạn nhân rồi nằm bên cạnh ôm ngủ. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Tú ngủ dậy thấy tay chân cô gái đã cứng. Nghi phạm lấy xe máy Honda Vision của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Tú chạy xe máy vòng quanh các đường phố, đến trưa thì trở lại phòng trọ mang theo bình xịt phòng và chai rượu. Hắn kể, khi quay về phòng buổi trưa, tôi thấy có mùi nên đã quay ra cửa hàng tạp hóa, mua lọ xịt phòng về xịt.
Sau đó tôi lấy rượu đổ lên người và miệng cô gái để làm mềm. Đến đầu giờ chiều, có người gọi điện cho tôi thông báo người nhà nạn nhân đến tìm. Theo lời Tú, biết chắc chắn mình sẽ phải đối diện với pháp luật, nên đối tượng đã lấy chăn phủ lên người nạn nhân và đóng cửa rồi bắt taxi ra phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngồi uống bia. Sau đó Tú gọi điện cho bố bảo mình đã gây ra trọng tội và từ giờ sẽ không làm phiền bố mẹ nữa. Bố Tú đã bảo hắn ở yên đó, ông đưa đến cơ quan công an trình báo. Nhưng khi Tú đang ngồi tại quán chờ bố thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ. Được biết, Tú là giáo viên của một trung tâm dạy đồ họa tại Hà Nội. Theo ông Hoàng Văn Thắng, giám đốc trung tâm đào tạo, trong suốt quá trình thử việc, Tú có chất giọng và khả năng truyền đạt kiến thức không tốt. Sinh viên cũng phản ánh tác phong làm việc của hắn không chuẩn chỉnh, nên sau 2 tháng, trung tâm này đã quyết định ngừng cộng tác với Tú. Vụ việc Tú gây ra khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và lo lắng về một số bộ phận có lối sống lệch lạc. Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản vào năm 2018. Tú đã hiếp dâm rồi sau đó ra tay sát hại chị Đặng Thị Cẩm Tê, sinh năm 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khoảng 8 giờ sáng, Nguyễn Anh Tú được dẫn giải đến tòa. Chiếc áo sơ mi màu sáng cùng với cặp kính cận khiến Tú vẫn giữ được vẻ thư sinh. Tuy nhiên, so với thời điểm mới bị bắt, anh ta gầy đi rất nhiều. Tại phiên tòa, Nguyễn Anh Tú luôn tỏ ra thành khẩn trong lời khai của mình. Theo một giám định viên trong vụ án này cho biết, Tú là một kẻ nghiện văn hóa đồi trụy nặng. Tại phiên tòa, nhiều lần Tú đã nói về sự ân hận của mình khi đã gây ra cái chết cho chị Tiên. Tú bảo, nhiều đêm trong phòng giam, Tú không dám chợp mắt, vì hễ nhắm mắt lại là hình ảnh nạn nhân quằn quại van xin lại hiện rõ ra như ban ngày. Bản thân Tú cũng không lý giải được vì sao mình lại có hành động dã man như vậy. Biết bao đêm ngồi một mình trong bóng tối, Tú cứ nghĩ giá như mình đừng làm cái việc ma xui quỷ khiến ấy, thì chị Tiên đã không phải chết oan uổng. Giá như mình không gây ra tội ác tày trời này, thì bố mẹ và người thân đã không phải nhục nhã và đau khổ đến thế này. Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như, còn thực tế, Tú đang phải đứng trước tòa và chuẩn bị đón nhận một bản án xứng đáng với tội ác mà mình gây ra. Nói lời sau cùng, Tú mong muốn có cơ hội một lần được thắp hương tạ lỗi với chị Tiên. Bị cáo cũng xin lỗi những người thân trong gia đình nạn nhân vì đã gây ra nỗi đau tột cùng cho họ. Về phần Tú, anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận án tử hình bởi anh ta biết hành vi tội ác của mình là đặc biệt nghiêm trọng. Tú nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo mong vụ việc của mình sẽ là bài học cho xã hội. Nếu án tử hình của bị cáo góp phần cảnh tỉnh cho xã hội thì cũng tốt vì bị cáo chưa làm được gì có ích cho xã hội. Ngồi lặng lẽ một góc tại phiên tòa xét xử con trai, khuôn mặt bố Tú không giấu được vẻ đau khổ. Vợ mất sớm nên Tú ở với bố. Sau này khi bố tái hôn thì anh ta ra ngoài thuê trọ sống tự lập. Thì thoảng người cha nhớ con thì tìm đến phòng trọ thăm con. Mỗi lần lên thăm con, bao giờ bố Tú cũng rú cho anh ta chút tiền và không quên động viên con trai cố gắng. Vậy mà giờ đây, đứa con của ông đang đứng trước vành móng ngựa và chuẩn bị đón nhận một bản án đích đáng khiến ông quá đau lòng. Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Anh Tú bị kết án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo là tử hình. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.